Phi Nhung vừa khoe tiền con gái gửi về liền bị miệt thị, lại làm màu, đúng là đồ con lai. Chưa bao giờ ca sĩ Phi Nhung phải đón nhận loạt ồn ảo tới tấp như hiện tại. Sau khi có loạt nghi vấn rằng cô đứng sau thao túng để đánh sập loạt các trang tin nhóm bất lợi cho mình, thì nữ ca sĩ tiếp tục dính ồn ảo chèn ép con nuôi và không minh bạch trong chuyện từ thiện. Kể từ đó, từ một giọng ca được khán giả yêu mến hết mực, giờ đây dù có làm từ thiện nhiều bao nhiêu, ca sĩ Phi Nhung vẫn như cái gai trong mắt cư dân mạng, nhất cử nhất động đều bị mắng chửi không thương tiếc. Điển hình như mới đây, khi khoe con gái ở Mỹ gửi tiền về làm từ thiện cùng mẹ, giọng ca bông điên điển liền bị miệt thị là đồ con lai, lấy việc từ thiện ra làm màu. Trước lời lẽ tiêu cực này, Phi Nhung không thể làm ngơ mà lên tiếng đáp lại. Sao anh chửi em nặng vậy? Con lai gì? Mẹ của em là người Việt Nam, bà ấy rất tốt nên mới dạy em biết yêu thương người, dù ai còn nói gì cũng dạ vâng. Những ngày qua, dù có kế hoạch sang Mỹ đoàn tụ cùng con gái, nhưng do thấy tình hình dịch bệnh căng thẳng nên Phi Nhung quyết định nán lại Việt Nam để làm từ thiện. Không chỉ khoe trên trang cá nhân những hình ảnh làm từ thiện tại chùa Vĩnh Nghiêm, cô còn khoe con gái ở Mỹ cùng ca sĩ Tracy Phương Trinh vừa gửi một khoản tiền nhỏ về. Cả nhà ơi, em lại có thêm tiền nữa rồi, của con gái gửi về và được ca sĩ Tracy Phương Trinh giúp thêm. Phần quà nhỏ bé của em sẽ trao vào buổi tối, vì ban ngày em phụ nấu bếp cho các y bác sĩ cả gần một tháng nay. Mỗi ngày 1.000 suất cơm ở chùa Vĩnh Nghiêm, Phi Nhung chỉ làm công quả phụ thôi. Thương các thầy vì mùa này mọi người không sang phụ được cả tháng nay. Quý thầy phải thức khuya dậy sớm chăm sóc thức ăn cho các tuyến đầu. Đồ ăn rất chất lượng luôn. Mong Sài Gòn mau khỏe lại nhé. Ca sĩ Phi Nhung hào hứng chia sẻ. Sau nhiều lùm xùm, Phi Nhung thường xuyên đón nhận hàng loạt những tranh cãi từ phía khán giả. Bởi từ trước đến nay, cô chính là nữ ca sĩ được yêu mến bởi lối sống đẹp, trong làm từ thiện và nuôi nhiều trẻ mồ côi. Chính vì việc khán giả từ yêu thành ghét khiến cho tên tuổi của Phi Nhung bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thay vì chọn cách im lặng, nữ ca sĩ đã nhiều lần lên tiếng vì không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa. Song song với đó, với chuyện ồn ào từ thiện, Phi Nhung cũng có phản hồi rõ ràng rằng Phi Nhung cũng không có trách nhiệm phải trình bày việc mình làm cho những người không liên quan. Điều Nhung lo ngại là những người cùng Nhung thực hiện công việc thiện nguyện, những nhà hảo tâm đóng góp, những sư cô giúp Nhung chăm sóc các con có những lăn tăn về những việc mình làm. Đến nay, những người trong cuộc còn chưa lên tiếng thì lý do gì để Phi Nhung phải trình bày, giải trình về việc của mình? Tất nhiên, khi những người có liên quan cần Nhung phải làm việc đó, Nhung chắc chắn sẽ nói rõ ràng mạch lạc. Cách đây chưa lâu, trên trang Facebook cá nhân, Phi Nhung cũng gây chú ý khi có bài viết than đã hết tiền. Theo đó, cô viết những lời cảm ơn một người thầy và bày tỏ dòng tâm sự. Con rất vui mừng được thầy Pháp Như giao duyên, nhưng thầy ơi con sắp hết tiền rồi. Buổi tối nấu ăn, ban ngày thì có thầy chia sẻ cho bà con, hạnh phúc nhất được quý thầy cô giúp đỡ con làm phước. Có thể thấy, giữa tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp, không riêng ai, Phi Nhung vẫn rơi vào tình trạng lao đao về tài chính, công việc. Theo một vài suy đoán của cư dân mạng, Phi Nhung đang cố ý chê lì việc thanh toán khoản nợ cho gia đình Hồ Văn Cường, không thực hiện đúng lời hứa trước đó. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến bênh vực và cho rằng đây chỉ là bài viết mang tính chất tâm sự.